The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy kính chào quý khán giả của Jimmy Show. Và kính thưa quý vị, hôm nay Jimmy đến tư gia của một người nữ nghệ sĩ mà chúng ta đã yêu thương cô ngay từ những ngày cô 4-5 tuổi trên sân khấu của đoàn Thanh Minh Thanh Nga với các vở tuồng cải lương như Thầy Cai Tổng Bồi, Lan và Điệp, Thiếu Phụ Nam Xương v.v. Thời điểm đó, báo chí đã dành cho cô một cái tên rất là dễ thương, đó là Thần Đồng. Đặc biệt là tới hôm nay là đã gần 60 năm sân khấu của cô, nhưng mà cô vẫn giữ được cái phong độ ngay từ những ngày còn nhỏ cho tới hôm nay vẫn được khán thính giả yêu thương và nhắc nhớ. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón nữ nghệ sĩ Hương Lan. Xin chào cô. Hương Lan xin thân ái kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Jimmy Show. Dạ, hôm nay con cảm ơn cô đã dành cho con một buổi tâm tình ngay tại nhà của cô. Hôm nay con xin chúc mừng cô bởi vì cô vừa phát hành cái cuốn DVD là Một Đời Sân Khấu. Nhắc đến sân khấu của cô đã đóng góp trong vấn đề cải lương và cũng như là tân nhạc thì có quá nhiều chuyện để hỏi. Nhưng mà câu đầu tiên con xin nhờ cô nhắc thêm về thân phụ của cô là nghệ sĩ Hữu Phước. Dạ, trong cái cuộc đời sân khấu của Hương Lan thì nếu nói phải nói đến là Hương Lan nằm trong vòng tay của ba Hương Lan là nghệ sĩ Hữu Phước, rất nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam. Thì ông cụ là một cái người mà nếu nói đến thì mình coi mình riêng cá nhân mình rất là thần tượng. Tại vì ba của Hương Lan đóng vai nào ra cái vai đó. Cậu Tư Kiên là một cái người cậu khó chịu ở nhà quê thì nó ra liền cái là một cái cậu Tư. Còn thí dụ như thằng Tấn trong Tấm Lòng Của Biển thì lôi choi lóc chóc thì cũng đóng cũng rất là hay. Rồi một ông anh của trong một ông anh của ông Thành Được trong cái Nửa Đời Hương Phấn, anh Cang thì cũng rất là tuyệt vời. Mà luôn cả giọng hát của ba Hương Lan thì Hương Lan rất là thần tượng ba. Thầy Tử Lỗ vào chầu Khổng Tử, gục đầu nức nở khóc như mưa. Nhớ những ngày rau châu huy dương, con đổi gạo đường xa nuôi mẹ. Nhưng ngồi ôi sau khi chim bản khôi nguyên thì mẹ cha đã vội bước qua. Trên đường vinh quy bái tổ lòng mà con đi đau xót khi vô hồi. Tiếng trống dập dồn tiếng chào mừng rộn rã lời chúc tụng quan hô. Không có che lấp mà được cái nỗi buồn riêng của một vị tân quan khi liên tưởng đến phút trở về gặp lại mẹ cha trong làng Hương Khói. Thì nói dĩ nhiên là mình con thần tượng cha là đúng rồi. Nhưng mà đối với ở trong nghề nghiệp phải nói là ba Hương Lan là một cái người rất tuyệt vời. Và trong gia đình ba Hương Lan cũng là một cái người rất tốt. Cô học được gì từ ba cô qua cách hát? Cách hát thì Hương Lan học được ba ở cái cách sắp chữ, sách văn, hành văn, gọi là hành văn. Chấm phết đâu đó đàng hoàng. Và chữ S, chữ S và chữ X.
đó là tiếng Nam mình nó phải là rõ ràng. Dạ. Thì Hương Lan, ba Hương Lan rất là cẩn thận trong vấn đề đó, tại vì thật sự ổng là một giáo viên. Ồ, vậy hả cô? Cái cuộc đời của ổng là một giáo viên ở Sóc Trăng. Dạ. Cho nên ổng rất là khó khăn trong vấn đề hành văn mà đâu ra đó. Dạ. Thì ổng chỉ cách Hương Lan hát khoảng sao sao. Cái đó mình ảnh hưởng ở ba rất nhiều. Dạ. Và mình cũng thu nhận được ở ba những cái hay. Dạ. Còn ngoài ra trong gia đình ba là một người con, một người cha rất là thương con. Ừ. Gia đình con đông mà ông rất là thương con. Dạ. Thương vô cùng luôn. Dạ. Chiều con nữa. Ừ. Mình không được chiều bằng mấy đứa em đâu, mấy đứa em chiều lắm. Dạ. À, trong các người em của cô hay có cô Hương Thanh. Cô Hương Thanh hiện giờ ở bên Pháp. Bên Pháp. Dạ. Thì Hương Thanh là cái người em thứ tư. À, dạ. À. Hương Lan thứ hai, xong rồi cậu thứ ba, thì cậu thứ ba mất ở bên Pháp rồi. À. Thì có thứ tư và thứ năm thì bên đó. Dạ. Thì cũng có cô em thứ sáu cũng mới mất cách đây mấy năm. À, dạ. Ở bên Pháp. Dạ. Thân mẫu của cô phải là nghệ sĩ không? À, dạ không. Dạ. Mẹ Hương Lan là người ngoài. Dạ. Là người phụ nữ bình thường. Dạ. Nhưng mà nói chung là cũng có cũng không có, tại vì lúc ông sống với ông già thì bà già còn trẻ lắm. À, dạ. Rồi sau thì khi mà sanh Hương Lan ra thì Hương Lan được hát, thì bà già cũng là một cái người mà, tại vì đi hát lúc đó chưa có biết chữ, chưa biết đọc. Dạ. Cho nên là má phải có ông thầy đờn, ông thầy đờn dạy nhịp, còn má thì phải đọc bài ca cho thuộc. Thì má hát bài ca gì thì nghe đấy, nghe thì thuộc hết, nghe hết bài ca. Thì má là cái người má đọc ra. Học thuộc lòng từ đó. Học thuộc lòng từ má. Dạ. Và nhịp nhàng là của ông Sáu Tửng. Dạ. Là thân phụ của nhạc sĩ Huỳnh Anh phải không cô? Thân phụ của nhạc sĩ Huỳnh Anh và cô Bạch Huệ. À dạ. À, nhắc đến thân mẫu của cô thì Jimmy đang có tấm hình mà cô Hương Lan cùng với mẹ rất là dễ thương. Lúc này chắc cô khoảng 5 tuổi hả cô? 5 tuổi. 5 tuổi, dạ. Nhắc đến những tháng ngày mà hồi bé đó thì con thấy cô đóng những cái vở tuồng cải lương trên sân khấu của Thanh Minh Thanh Nga, đặc biệt là đóng những tuồng với cô Thanh Nga rất là nhiều. Hương Lan có rất nhiều hình ảnh, tại vì cái hình ảnh ở trong giới nghệ sĩ thì lúc đó còn bé thì làm con của cô Thanh Nga. À dạ. Thành ra nhiều tuồng lắm, thành ra là có hình rất nhiều với lại nữ nghệ sĩ Thanh Nga. Dạ. Và có rất nhiều kỷ niệm. Có một thời gian này cứ đòi ba suốt ngày chở qua nhà, ở trong nhà luôn. Đeo ở trong nhà luôn. Dạ. Thành ra Hương Lan là cái người vừa đi hát nhưng mà trong gia đình cái tình thân đó, thì Hương Lan ở luôn trong nhà và rất thân với lại mấy cô em của Hương Lan, như là chị Tám Đào, chị Chính Mai, với lại Úc Tiên, là thân lắm, là đi chơi chung nhau từ nhỏ tới lớn và vẫn thân cho tới bây giờ. Bên cạnh đó thì cô còn đóng chung với chú Bảo Quốc nữa, chú Sáu. Còn đóng với ông Quốc thì đóng, thì đó Hương Lan nói đó, đóng là lúc nhỏ là Hương Lan, là Bảo Quốc với Hương Lan, còn lớn lên là thành được cái Thanh Nga. Con thì còn có xem được một cái đoạn video rất là quý, đó là tuồng cải lương Giữa Chốn Bụi Hồng mà cô đóng với cô Thanh Nga. Hình như lúc đó là cô cũng là đóng vai đúp của cô Thanh Nga. Đúng rồi, đóng lúc hồi còn nhỏ, rồi cô Thanh Nga đóng lúc sau lớn lên. Bằng tăng đến nơi thấy một người ngã cục chắc, qua một trận giao tranh, xem kể nơi thương tích đã nhiều, đôi mắt buồn vì chú tán qua châm. Tán qua châm của ai phóng? Mô Phật bậc tăng nào rõ của ai? Sao đó bậc tăng vội vàng đưa nạn nhân vào chùa chữa trị, nhưng rất tiếc bậc tăng không đủ tài nên nạn nhân đã chết sau vài ngày vì chất độc ít tiền hành hạ cơ thể. Hắn ta tên gì? Dương Trường Lâm. Nguyên nhân nào hắn bị tán qua chân? Mô Phật bậc tăng không rõ, nhưng trước khi chết nạn nhân chỉ cho biết mình là Dương Trường Long. Có chắc rằng Dương Trường Long đã chết cách đây 14 năm về trước không? Mô Phật bậc tăng giam đâu nói dối. Nếu có việc gì bảo đảm rằng Dương Trường Long chết thật, ta sẽ hủy bỏ tên Dương Trường Long theo lời của hòa thượng. Tăng chính hướng. Nếu sau 3 tháng trên trung giang hồ không còn nạn nhân của tán qua châm nữa, chừng đó đức thân bậc tăng sẽ trình trên thí chủ những bằng cớ để chứng tỏ rằng Dương Trường Long đã chết. Ta có chỗ nào nhất định đâu mà tìm.
Nhưng cũng được, gặp hay không sau 3 tháng hẳn hay. Bây giờ ta muốn đổ với hòa thượng một điều. Thí chủ cứ tiếp. Muốn ta ngưng giết người qua tháng, hòa thượng phải đuổi gái xong người ra khỏi chùa. Dạ cái này, cái này. Ê! Sao hòa thượng mô Phật bậc tăng đã già. À, thưa cô, đó là những cái giai đoạn mà cô còn nhỏ. Vậy thì lúc nào thì cô được đóng vai chánh, đọc chánh? Bắt đầu đóng vai chánh thì cũng là đầu tiên hết hát, cũng là hát với lại Bảo Quốc. À. Cái tuồng Con Trai Chàng Hội Sở của Đoàn Thanh Linh Thanh Nga. Dạ. Mà lúc đó đó còn ốm nhom nhỏ xíu rồi mà mới lớn à. Dạ. Thì đóng cái vai đó, cái tuồng vở tuồng đầu tiên mà hát cũng là hát với nghệ sĩ Bảo Quốc. Là tuồng Con Trai Chàng Hội Sở đó. Là tuồng đầu tiên đóng đào. À, nhưng dạ. Mà đào là cũng đào con thôi, đào là đóng vai đào thôi chứ không phải là đóng chánh trong cái tuần đó, nhưng dạ. Mà đóng đào thôi. À, thật sự mà đứng sân khấu mà hát mà đóng đào đó là khi về đoàn Kim Trung. À, Kim Trung. Thì Hương Lan được ông Bầu Long, cái cô Kim Trung mời về ký hợp đồng. Dạ. Lúc đó là thời gian đó là chị Lệ Thủy có bầu, tôi mới về hát thế cho chị Lệ Thủy. Dạ. Xong rồi tiếp tục sau đó khi chị Lệ Thủy sanh xong là Hương Lan về hát thế cho chị Mỹ Châu. À, dạ. Thành ra hát trải qua trải lại giữa hai đoàn. Là Kim Trung với Kim Trung 5 với Kim Trung 2. Kim Trung 5 với Kim Trung 2. Dạ. À, mà cái thời gian hát đó một thời gian hát cho Kim Trung là hát cho anh Phụng, một bên là hát với chị Tâm. À dạ. Dạ, cứ trải qua trải lại. Trong thời gian đó thì cô vẫn hát Tân Nhạc phải không cô? Đâu, hát Tân Nhạc là trước đó rồi. Trước đó rồi. Trước đó rồi, rồi sau đó năm 74 mới trở lại hát cải lương, là hát cải lương thôi. À, hát cải lương nhưng mà vẫn hát Tân Nhạc chứ đâu có bỏ Tân Nhạc, tại vì Tân Nhạc nó vẫn là cái chính. Dạ đúng. À, con được nghe rất nhiều những cái audio hiện nay có trên YouTube đó cô, thì con có nghe được một cái vở cũng rất là hay, Thiếu Phụ Nam Xương nè, cũng như là Chim Vịt Kêu Chiều. Ừ, lâu dạ. Lắm rồi đó, hồi nhỏ lắm. Dạ. Hồi nhỏ lắm. À, trong cái thời gian đó còn nhiều bài lắm, như Tía Em Má Em. Ồ. À, rồi nguyên cái tuồng cải lương gì nữa, nguyên dạ. Tuồng nhiều lắm. A Ra Xứ Huế là một bài ca nhỏ. Bài ca nhỏ thôi, A Ra Xứ Huế là bài ca nhỏ. Nhưng mà A Ra Xứ Huế là lúc đó Thâu là đã ca hát Tân Nhạc rồi. Dạ. Mở cửa, em ơi, anh đã về. Ơ chị, con, cha đây nè, lại cha ẩm con. Không, ông không phải là cha của tôi, ông đừng ẩm. Vì cha tôi chỉ trở về khi trời lần tối. Sau khi mẹ đã đâm đèn, mãi mẹ vô cha cũng vô. Mỗi lần cha về tôi chắp tay xa xa thì cha cũng xa theo. Ông này không biết xa dài, con về giờ lúc tối trời như à, cái thời gian mà cô còn bé hát ở với đoàn Thanh Minh Thanh Nga thì con có thấy những cái tấm hình mà cô chụp với đoàn Thanh Minh đi ra ngoài Huế đó. Thì mỗi lần đi như vậy thì cô có phải nghỉ học hay là thế nào không? Đi theo ba lúc mẹ. Đó thì là học trường mẫu giáo. Ừ. Thành ra mỗi lần mà xin đi hát và đi vài ngày thì dễ lắm, con nít thì dễ lắm. Dạ. Yeah. Không có gì khó hết. Ừ. Nhưng mà lúc sau khi mà cái đoạn bắt đầu mà lên trung học á, là học trường Nguyễn Bá Tồng, thời gian đó là không có đi hát cải lương được nữa. À à. Dạ. Yeah. Thời gian đó là không đi hát cải lương được nữa, thành là phải ở nhà đi học. Ừ. Thì thời gian đó thì Hương Lan hát Tân Nhạc cũng nhiều, vẫn đi hát đều Tân Nhạc. Vậy thì cũng xin hồi xưa xin với ông cha, xin nhớ hồi xưa còn cha công, xin cha công cho con cái giấy phép là đâu phải ra khỏi trường dễ. Yeah. Để mà đi quay tivi, đi quay truyền hình. Nhưng mà cái đó phải lén vô nhà bà nội la dữ lắm, bà nội không cho. Ồ, bà nội cũng, nhà cũng khó. Bà nội khó. Bà nội nó phải ráng học. Thì yeah. Thật sự ba Hương Lan thì vì ổng là giáo viên cho nên ổng cứ muốn Hương Lan làm gì làm thì phải học ra tú tài đó. Ừ. Ý ổng như vậy. Yeah. Nhưng mà cái mê hát là cái điều thứ nhất. Rồi sau đó là lúc đó chiến tranh, cái hoàn cảnh gia đình không cho phép, cho nên Hương Lan lại phải nghỉ học để đi hát lo cho gia đình. Dạ vâng. À, còn cảm ơn cô thật nhiều với những kỷ niệm này. Và sau một vài giây phút thương mại thì nữ nghệ sĩ Hương Lan sẽ trở lại cùng với quý khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.
Jimmy cảm ơn quý vị và những màn ảnh của đài, và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ nghệ sĩ Hương Lan. Thưa cô, lúc nãy phần trước nghe cô kể về những tháng ngày cô hát cải lương trên sân khấu, vậy thì lý do từ đâu mà cô lại chuyển qua hát tân nhạc? Trong thời gian đó thì Hương Lan vừa đóng đào không được, chưa đóng đào được, mà chỉ có đi múa rồi thỉnh thoảng lên sân khấu múa thôi, tại vì ban ngày cũng có đi học trung tiểu học. Thì ban đêm thì đoàn cần thì chạy ra múa thôi, tại vì đóng đào không được, mà đóng con thì đâu có dây nào cũng có nít. Cho nên là không đóng được, con thì lại lớn quá mà đóng đào thì lại nhỏ quá. Lỡ cỡ. Nhưng mà thời gian lỡ cỡ đó thì lúc đó là gia đình Hương Lan cũng có nhiều biến cố xảy ra lắm. Thì Hương Lan nói Hương Lan thích hát tân nhạc quá ba, thì ba mới để ba gửi cho chú Duy Ngọc. Thì nhà tổ chức Duy Ngọc mới đưa Hương Lan lên hát chương trình của thi tuyển lựa, tại tuyển lựa ca sĩ hàng tuần ở Rạp Hương Đạo và Đại Nhạc Hội Rạp Phúc Thanh. Thì Hương Lan được hát mỗi tuần, vừa đi học mà vừa đi hát. Vừa đi học thì vừa đi hát tân nhạc. Thì thời gian đó phải nói là cảm ơn nhà tổ chức Duy Ngọc. Nhà tổ chức Duy Ngọc là một cái người đã lăng xê rất nhiều ca sĩ, không phải riêng một mình Hương Lan, mà rất nhiều ca sĩ đã nổi tiếng đều gọi là qua tay lăng xê của nhà tổ chức Duy Ngọc. Nhưng mà thật sự thì cũng không có nghe ai nhắc tới ông Duy Ngọc cả. Đúng rồi. Cái điều đó thật là đáng buồn. Nhưng mà riêng Hương Lan thì Hương Lan nhớ mãi. Vì sao? Vì sợ cái tình thương của ổng là ổng là em nuôi của ông già. Nhưng mà cũng là một cái người có công trong cái cuộc đời sân khấu của mình. Cho nên sống không phải mình nói bằng miệng, nhưng mà mình phải nhớ tới. Ông Duy Ngọc hình như cũng mới mất cách đây vài năm. Cách đây mấy năm thì ông Duy Ngọc mất, mà rất tiếc lúc đó Hương Lan không có ở Việt Nam. Nhắc đến những người thầy dạy hát tân nhạc cô thì có những nhạc sĩ nào thưa cô? Hương Lan rất là may mắn khi mà từ cải lương đi qua tân nhạc, thì lúc đó là cuối tuần thì được đi hát ở Đại Nhạc Hội Duy Ngọc. Có khi hát chung với ba luôn, hát bài Lan Và Điệp luôn, vui lắm. Cô là Lan, còn ông là Điệp. Hát với ông mà hát bài Lan Và Điệp. Hát tân nhạc. Xong rồi mới đứng hát bài Ra Xu ấy, lúc đó là khán giả thích bài Ra Xu ấy. Cho nên là sau đó thì Hương Lan được sự dẫn dắt và tới lui thăm viếng mà lo lắng nhiều nhất. Thì tập vợt thì có nhạc sĩ Châu Kỳ, còn dạy nhạc lý thì là chú Trúc Phương, nhạc sĩ Trúc Phương. Thì sau đó thì lại có Hương Lan được hãng gì hát Việt Nam, hãng gì ở Việt Nam của cô Sáu mời cộng tác năm 68, đầu năm 68. Thì được cái hợp đồng với cô Sáu, rồi qua sự hướng dẫn và tập dượt thêm của chú Nghiêm Phúc Phi, rồi làm cái một chương trình truyền hình thường trực cho bố Giang Phụng với mẹ Châu Hà. Là chương trình mỗi tuần, là mỗi tuần một tháng chứ, một tháng được mấy lần đó là Hương Lan đều có mặt hết trong chương trình nhạc của Giang Phụng. Rồi tiếng Thùy Dương của Châu Kỳ. Rồi mỗi tuần đi thâu cho ông, thâu cho bác Kiên Giang ngâm thơ. Hình như có cái ban ngâm thơ mà ngâm thơ Mây Tần, Mây Tần chú Kiên Giang với lúc đó là có chị gì Mai Thi. Chị Mai Thi. Giờ em nghe nói là chị Mai Thi cũng còn mà ở đâu đó không có liên lạc được. Nếu mà cô có xem được chương trình này thì hy vọng cô liên lạc được với cô Hương Lan. Nhắc mà... đến những cái tháng ngày đó, đó thì Jimmy đang giữ những cái tấm hình ngày xưa của cô Hương Lan, quý vị thấy rất là dễ thương. Lúc này chắc cô cũng mới chuyển qua hát tân nhạc phải không cô? Không, lâu rồi, cái này là chuyển lâu rồi. Đây là hình ảnh cô Hương Lan trước năm 1975. Nhắc đến những bài hát tân nhạc của cô thì con rất là yêu thích bài Thành Phố Sau Lưng mà cô hát. Thành Phố Sau Lưng, bài đó thì của Hàng Châu. Bài đó thì lúc đó thì khán giả thích lắm. Từng đêm quê hương đàn bay súng nổ
Hương Lan thì vui cái là tại vì mình là nữ ca sĩ bé nhất, nhưng mà có những bài hát mà nhất là những bài của Hàng Châu, của Trúc Phương, những bài về lính thì ở Việt Nam hồi xưa có những bài như là Mưa Đêm Ngoại Ô đồ nữa đó, Thành Phố Sau Lưng, rồi một loạt là cũng hát rất là nhiều bài hát về lính. Bông Cỏ Mây cô phải hát Bông Cỏ Mây có luôn, Bông Cỏ Mây, rồi 24 giờ phép là có hát hết. Là một trong những là hát vào lúc đó là mê chị Hoàng Oanh lắm, cứ nghe chị Hoàng Oanh hát thôi. Cũng là thần tượng của cô. Thần tượng. Còn bên nam? Bên nam là Duy Khánh. Hình như cô cũng có hát chung với chú Duy Khánh một vài bài. Có rất nhiều. Thì sau khi mà hợp đồng với lại cô Việt Nam rồi, Hãng Dĩ Việt Nam rồi thì lại hợp đồng với lại Văn Trường Sơn của Duy Khánh. Trường Sơn Duy Khánh. Con nghe nói là cái thời gian trước năm 75, một cái hãng băng hoặc là hãng diễn nào định làm một cuốn băng tiếng hát Hương Lan phải không cô? Sức Kinh Ngọc Chánh. Thì anh Ngọc Chánh mới nói là bây giờ chưa có cuốn nào tiếng hát Hương Lan, thì bây giờ em chuẩn bị bài đi rồi thì anh Ngọc Chánh sẽ làm cho em một cuốn tiếng hát em. Thì đó, thì nói chuyện thì lúc đó là thâu cho anh Ngọc Chánh bài Mùa Thu Lá Bay. Thì bài đó rất là hit. Khi thâu với băng anh Ngọc Chánh Mùa Thu Lá Bay, rồi nối lại tình xưa với anh Chế Linh. Mấy bài đó thì rất là được khán giả yêu thích. Và thì anh Ngọc Chánh như cũng hit cái bài Mùa Thu Lá Bay với Hương Lan trong Sức Kinh Ngọc Chánh. Rồi thì mới nói chuyện thôi thì anh nói là bây giờ đang tìm bài, thì đang rất tìm bài thì 75 luôn. Nhưng mà là chúng ta có một cuốn băng tiếng hát Hương Lan rồi. Trong Ngọc Chánh rồi. Bài Mùa Thu Lá Bay đó cô, con nghe bây giờ trên YouTube rất là đầy kỷ niệm và rất là hay tiếng hát của cô. Lời Việt không nghe được. Con có cái bản audio đó của băng Sức Kinh. Nhiều khán giả cứ tưởng đâu bài đó là nhạc sĩ Nam Lộc đặt sau 75, nhưng mà đâu biết là trước 75 lại có rồi. Bên cạnh công việc mà thời gian đó cô hát thâu băng, thâu dĩa, tân nhạc, thì cô có hát qua bên cải lương song song không cô? Cải lương rất ít được hát. Từ lúc sau năm 74 đó thì có mới là bắt đầu mà hát thêm cải lương, là bắt đầu là hợp đồng với lại bên Kim Trung rồi mới hát. Chứ còn trước đó thì không có. Trước đó thì toàn là đi hát tân nhạc không thôi lắm. Trong thời gian đó thì cải lương có sống mạnh không thưa cô? Lúc đó thì cải lương cũng gặp khó khăn về vấn đề thiếu quân lực, không hát được. Chỉ có hát được buổi chiều. Thành ra bị giới nghiêm, thành ra bị pháo kích rồi bị giới nghiêm, thành ra không có hát được một đêm. Đâm ra nhiều đoàn cũng không có sống nhiều đoàn. Thời gian cũng đi theo đoàn để đi miền Trung hát. Chứ còn ở Sài Gòn là khó lắm. Tại vì ở miền Trung, miền Tây đó, mình hát buổi chiều đó người ta đi coi dễ dàng hơn là ở Sài Gòn. Sài Gòn thì bị giới nghiêm. Sài Gòn khó hơn. Lúc mà sinh hoạt giữa bên tân nhạc như vậy thì cô có nghĩ rằng là cô thiên về cả tân nhạc nhiều hơn cả lương không? Thì cái thời điểm đó là nó cái hoàn cảnh là nó đi vậy thôi. Là mình cũng phải đi theo cái thời lúc đó. Thì lúc đó thì may mắn là khi qua đó thì được nhiều sự dẫn dắt. Rồi bên cạnh còn có anh Mạc Thế Nhân, anh Bảo Thu, Bảo Thu là Hương Lan đi hát phòng trà cho anh Bảo Thu cũng lâu, mấy năm. Ở phòng trà Nam Đô. Thì bên cạnh đó thì lúc nào cũng có anh Mạc Thế Nhân rồi. Sau này thì cũng về rồi mấy anh em cũng có liên lạc lại với nhau. Đúng rồi. Nhắc đến nhạc sĩ Bảo Thu thì Jimmy cũng đang cầm trên tay một tấm hình của cô Hương Lan trên tờ nhạc. Thời gian này là hát phòng trà của anh Bảo Thu đó. Của nhạc sĩ Bảo Thu đó. Cô có cùng một thế hệ với cô Thanh Tâm không? Thời đó có hát chung không? Thời đó thì là Thanh Tâm là bạn rất thân. Lúc đó có một cặp Thanh Tâm Thanh Mai. Một cặp đó là đi hát ở đâu thì Hương Lan với lại một cặp đó đi hát chung với nhau.
hai đứa, ba đứa rất là thân. Cảm ơn cô thật nhiều với những chia sẻ này. Và sau một vài giây phút thương mại thì nữ nghệ sĩ Hương Lan sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị và giữ màn ảnh của đài. Và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ nghệ sĩ Hương Lan. Thưa cô, như nhiều khán giả biết là năm 78 cô qua Pháp định cư cùng với gia đình. Vậy thì bao lâu thì cô mới trở lại sinh hoạt văn nghệ ở đất Pháp? Ở bên Pháp thì qua tới đầu năm 78, xong rồi thì cũng ăn Tết ở tại Paris, cũng tổ chức văn nghệ, rồi lúc đó anh Dũng Thanh Lâm rồi tổ chức rồi. Thì ở đây Hương Lan và gia đình cũng có ra đó chơi, nhưng mà cũng không có được hát, tại vì mình mới qua đó. Cái cũng có những cái chuyện tai tiếng, người ta nói này nói nọ rồi cũng không có tham gia. Nhưng mà sau đó thì có những chương trình văn nghệ của chùa, rồi Hương Lan thì được hát, đi hát phòng trà. Thì nhưng mà trước đó năm 70 tới năm 79 thì Hương Lan với anh Chí Tâm với lại ba của Hương Lan đã đi qua Mỹ này hát rồi. Chương trình của anh Joe Mặt Sen tổ chức từ năm 79 rồi. Và ở thời gian ở Pháp thời gian đó thì sinh hoạt văn nghệ có mạnh như là sinh hoạt văn nghệ thì Hương Lan đi hát phòng trà. Lúc đầu tiên là hát mỗi tuần. Đêm thứ bảy nhật. Mà sau đó thì chương trình làm mỗi đêm, nhưng mà thật sự mình cũng không có hát nổi mỗi đêm, tại vì cái phòng trà không được mà nó dính vô luôn cả cái nhà hàng, nhà hàng ca nhạc. Thì mình mới hát mỗi đêm. Thì cũng đi hát được. Rồi sau năm 80 mấy bắt đầu đi mới đi qua đi Mỹ, đi qua đi lại đi hát. Mà thời gian đó thì cả lương bên Tây có sống được không cô? Không có sống được, nhưng mà cũng không có sống được hoàn toàn, nhưng mà tại vì đây là nhờ những người mà đi qua bên Pháp và lúc đó đó có rất nhiều, cũng nhiều nghệ sĩ lắm. Thì mình yêu sân khấu thì mình vẫn tổ chức được. Thì cũng coi như là hát một năm hát mấy lần. Con thấy chú Hà Phong có chụp những tấm hình mà lúc mà cô hát bên Tây cũng rất là kỷ niệm. Vậy thì cô đã cộng tác với Thúy Nga, cái mối giao tình nó như thế nào, con nhờ cô nói thêm. Thì trong một cái hôm mà Hương Lan lúc mà mới qua tới thì có bên lên thăm gia đình chị Thúy với anh Lai, lúc đó còn ở Cây Xăng. Còn Cây Xăng thì tới đó chơi, rồi sau là chị mới dọn nhà ra ngoài thì bắt đầu mới nói chuyện là để làm cuốn băng tiếng hát Hương Lan. Mà cũng vui lắm, tại vì mời ông Bernard Gera để cho ông làm hòa âm, thì đó là cái cuốn CD đầu tiên của Hương Lan. Và cũng là cuốn băng đầu tiên của Thúy Nga một không? Thời để yêu đầu tiên của Thúy Nga, mà cũng là đầu tiên của Hương Lan có một cuốn băng một mình. Có một cái album một mình. Album đầu tay hát một mình là chương trình đó. Thì lúc đó thì Thúy Nga chưa có qua bên Mỹ, cho nên là bán cái cuốn CD đó, bán cái cuốn cassette đó lại cho chị Bích Liên. Thì chị Bích Liên phát hành bên này. Thì hôm trước anh Tô Văn Lai mới gặp đây sinh nhật của Thủy, thì anh Tô Văn Lai nói tại sao em nói đó là em có biết không, là cái cuốn băng mà bán cho Bích Liên đó, cái cuốn mà cái cassette đó đó là chiếm kỷ lục là cassette mà bán 65.000 cuốn cassette. Wow, 65.000 cuốn. Đó là cái lời của anh Tô Văn Lai nói, là nói là chị Bích Liên cho biết như vậy. Hết hồn. Thật sự mình chỉ hát thôi chứ mình biết gì đâu. Hát xong mà mình nói thật, hát xong rồi chị Thúy còn nói chứ giờ vẫn biết ta cho tiền mày nhiêu, nó tới chị cho nhiêu cho chứ có biết gì đâu. Đó là cái tình cảm gia đình. Đúng rồi. Con thấy cuốn Hát cho một thời để yêu nhiều bài rất là hay, nhưng mà con rất là yêu bài Một đời yêu anh. Một đời yêu anh. Trong đó có lời bạc. Đó là cô viết. Dạ, cái lời nói là của Hương Lan viết. Tất cả những cái lời bàn, những cái lời nói ở trong cái bài ca mà Hương Lan ca thì đều là Hương Lan viết chứ không ai viết. Hát cho một thời để yêu, vậy thì lúc đó là cô cũng đang yêu. Thưa cô, ngoài cuốn Hát cho một thời để yêu thì con thấy bên Thúy Nga có phát hành cho cô rất nhiều những cuốn băng, chẳng hạn như con đang cầm trên tay cuốn Nụ Hoa Nhỏ mà con được biết là gần đây bên Thúy Nga cũng mới tái bản lại theo dạng CD đó. Vậy thì thời gian này thì cô hát cho Thúy Nga, vậy thì cô có độc quyền cho Thúy Nga hay không, hay là cô vẫn đi cho các trung tâm khác? Hương Lan chưa bao giờ nhận một cái gì độc quyền của trung tâm Thúy Nga cả. Tại vì ở đây giữa Hương Lan và trung tâm Thúy Nga nó có độc quyền cái tình cảm. Như Hương Lan độc quyền với
trung tâm Hương Lan qua đây, qua Mỹ trước, Thúy Nga, trung tâm Thúy Nga. Thì khi Hương Lan qua đây, mẹ Hương Lan bảo lãnh qua đây trước thì Hương Lan có độc quyền cho trung tâm của Thanh Lan. Sau đó độc quyền cho trung tâm của Làng Văn. Nhưng với trung tâm nào thì Hương Lan cũng xin một điều kiện duy nhất là dù là độc quyền Hương Lan sẽ không thâu cho ai hết, nhưng nếu trung tâm Thúy Nga cần thì phải cho Hương Lan có một cái ưu, phải có ưu tiên cho Hương Lan thâu và quay cho trung tâm Thúy Nga. Thì cái điều đó thì trung tâm Làng, trung tâm Thanh Lan cũng như trung tâm Làng Văn rất là vui lòng. Và dù sao lúc đó thì Thúy Nga cũng chưa dọn qua Cali này, thì vẫn còn bên Tây thì vẫn được. Thưa cô, nhắc đến trung tâm Thanh Lan đó, khi cô dọn qua bên này thì từ đâu mà có loạt băng Lan và Điệp 1, 2, 3? 1, 2, 3 là Hương Lan làm cho, Hương Lan biên tập cho trung tâm Thanh Lan. Trong một năm mà độc quyền của Thanh Lan đó, là Hương Lan là người đã chọn bài hết để đưa cho anh Tùng Giang làm. À, là chú Tùng Giang thông. Và ai là hòa âm những cuốn băng đó cô? Chú Lê Văn Thiện, nhạc sĩ Lê Văn Thiện. Phần đông những cái cuốn của Hương Lan và trung tâm Thanh Lan, rồi có cũng cô Làng Văn cũng có, là của ông Lê Văn Thiện, nhạc sĩ Lê Văn Thiện. Con thấy cô đã song ca và thâu rất là nhiều với các nam ca sĩ. Vậy thì với cô, nam ca sĩ nào cô hát cô cảm thấy ưng ý nhất? Nam ca sĩ mà phải hát chung với Hương Lan, mà phải nói là hát có nhiều bài hát mà hợp với nhau, giọng hợp với nhau và được khán giả thích, phải nói là giọng ca của nam ca sĩ Tái Châu. Bằng chứng là những cuốn băng như là Anh Yêu Em hay là Cây Đắng Tình Đời rất là nổi tiếng và tới hôm nay khán giả vẫn nghe. Còn giọng hát sau này mà phải nói là hát với Hương Lan về nhạc quê hương mà nó thích hợp nhất là phải nói giọng ca Quang Linh. Quang Linh là cái một người ca sĩ trẻ nhưng mà hát những cái bài hát mà song ca với Hương Lan mà về nhạc quê hương rất là hợp. Khi mà cô qua bên Mỹ này thì cô có hát phòng trà hay khi vũ trường nào bên này cô thể nhắc nhớ? Qua bên đây hồi xưa là Hương Lan hát cho phòng trà Ritz của Ngọc Chánh. Rồi cũng có hát ở Diamond. Thì chạy qua chạy lại có một năm độc quyền bên này thì một năm độc quyền bên kia. Thì ca sĩ bên này chạy qua chạy lại. Rồi còn có khi thì không độc quyền thì hát chạy bên này hát chạy bên kia. Lúc đó thời gian thì hát cho độc quyền cho anh Ngọc Chánh là cũng mấy năm. Phòng trà Ritz. Trong những bước đầu cô qua bên Mỹ này thì cô cộng tác với Thanh Lan với loạt băng Lan và Điệp, phải gọi nó là những cuốn top hit vô cùng, tới hôm nay khán giả vẫn nghe. Nhưng bên cạnh đó thì khi cô qua bên trung tâm Làng Văn thì cái cuốn băng Còn Thương Sâu Đắng Mọc Sau Hè đó là cũng cái cuốn là hit nhất, hit nhất. Nhờ cô nói thêm về cuốn đó. Thì cuốn đó là Hương Lan cũng nói là tại vì ông anh Nhật Ngân anh tìm được cái băng cassette. Nhưng mà người ta nghe nhiều nó bị nhão ra cái có những cái nó cũng không có đúng. Nhưng mà lúc đó Hương Lan chưa gặp ông Bắc Sơn thì Thị Lan thâu và làm chủ đề luôn. Và sau đó thì 6 tháng sau mới gặp được ông Bắc Sơn. Ông Bắc Sơn cho người gửi thơ tay qua đây. Gửi thơ tay và nói là cảm ơn Hương Lan đã làm sống lại nhạc của ông. Vì hồi xưa giờ ở Việt Nam người ta chỉ nghĩ ông là một tài tử rồi. Lúc đó ông tài tử nổi tiếng lắm. Ông là tài tử đóng rất nhiều phim hay lắm. Nhưng mà nhờ những bài hát của Hương Lan rồi sau đó liên lạc với ông. Rồi hai người liên lạc với nhau, rồi lúc đó chưa về Việt Nam, vẫn liên lạc bằng thư từ, bằng điện thoại. Mỗi khi Hương Lan hát rõ mới gửi qua bài Sa Mưa Dông, Hương Lan mới thâu Sa Mưa Dông, thâu Em Đi Trên Cỏ Non. Và sau đó về Việt Nam rồi thì gặp nhau thường xuyên hơn và được ông xem như là một đứa con trong nhà. Còn Thương Góc Bếp Trái Hè nữa cô ha. Đó là loạt bài. Riêng về nhạc của nhạc sĩ Bắc Sơn thì có nhiều bài mà ngay cả bây giờ Hương Lan vẫn còn liên lạc với nhiều em như Bích Thủy rồi những đứa con của Bắc Sơn. Thì mấy chị em vẫn thương và vẫn làm việc với nhau với một cái chiều hướng là làm sao là mặc dù là ông mất nhưng mà phải phát triển cái dòng nhạc của ông, tại ông viết rất nhiều bài. Rồi mấy chị em mới ngồi lại để mà tuyển chọn lại và làm lại để cho Hương Lan hát. Hương Lan hát chi? Hát để mà làm mẫu cho cái đợt thế hệ sau này để mà hát theo. Chứ nhạc của Bắc Sơn rất là khó hát. Mà ông Bắc Sơn thì ông Hương Lan được cái may mắn là chú rất là dễ tánh và chú rất là cưng Hương Lan. Ông đã cho Hương Lan cái quyền bây giờ con sửa đi, con sửa cái chỗ nào con ca. Cho nó con thấy nó thoải mái mà nó hay, tại vì chú viết nhưng mà chú viết theo cái cảm hứng của chú nhưng mà chú không ca được. Cho nên chú không cảm nhận được nó như thế nào.
chú Bắc Sơn cho Hương Lan cái quyền được chỉnh bài. Và chú còn nói là con hát đi, con hát con chỉnh theo con hay đi, rồi chú sẽ chép cái bài trở lại theo con. Đã, ông cưng lắm. Tại vì nó có những bài nó hơi trắc. Đúng. Cho nên là sau này thì mấy em nó cũng tiếp nối và nó nói là em đưa bài cho chị rồi chị coi cái chỗ nào đó, chị sửa theo ý chị ca theo ý chị để tụi em ca theo. Và đến bây giờ thì Hương Lan và những đứa con của chú Bắc Sơn nó vẫn liên lạc với nhau và để làm những cái chương trình và những cái bài hát của chú Bắc Sơn, những bài hát chưa được ra ngoài. Nhưng mà bây giờ có những bài như bài Cha rất là dễ thương. Hương Lan đã được không? Thôi rồi, yeah. Hy vọng một ngày gần sẽ được nghe bài hát còn đó. Nhiều lắm, nhiều bài lắm. Bây giờ đã phát hành rồi. Nếu mà nghe chương trình nhạc của Bắc Sơn đó thì hình như là đã có rồi đó. Vâng. Nhưng mà bên này thì không biết chỉ dẫn cách nào để nghe, Hương Lan không biết. Dạ vâng. Cảm ơn cô thật nhiều. Nhờ cô mà thế hệ trẻ như chúng con yêu thêm nhạc quê hương của Việt Nam mình qua những ca khúc của nhạc sĩ Bắc Sơn. Xin cảm ơn cô và sau một vài giây phút thương mại thì nữ nghệ sĩ Hương Lan sẽ trở lại cùng với chúng ta. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị và dân mạng của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Hương Lan. Thưa cô, nhắc đến những cuốn băng của cô ở hải ngoại thì phải nhắc đến những cái hòa âm đặc biệt là của nhạc sĩ Thanh Lâm. Con xin nhờ cô nhắc về người nhạc sĩ mà đã vừa ra đi. Rất là buồn tại vì sự ra đi của Thanh Lâm. Vì Hương Lan cũng là cái người rất có nhiều kỷ niệm với Thanh Lâm. Những bài hát như Sa Mưa Dông, những cái CD mà hát cho quê hương. Yeah. Những cái bài và những cái chương trình đó thì Hương Lan lại hát cho người đẹp Bình Dương. Yeah. Thì Thanh Lâm là người hòa âm rất nhiều. Rất nhiều cuốn CD của Hương Lan. Nếu nói về trong lớp ca sĩ thì Thanh Lâm là hòa âm cho Hương Lan nhiều nhất. Oh, yeah. Thì Hương Lan rất ít thấy Thanh Lâm hòa âm cho ai. Nhưng mà lúc sau này thì Thanh Lâm nói là em có làm nữa chị, em có làm hòa âm nữa. Nhưng mà Thanh Lâm chỉ làm việc cho nhà thờ. Yeah. Và chỉ hòa âm và chỉ lo việc cho nhà thờ. Thì Hương Lan cũng lại tiếp tục đi theo Thanh Lâm và Thanh Lâm cũng mời Hương Lan hát cho nhà thờ ở đây. Trong những cái chương trình nhạc thánh ca của Cha Tuyên. Yeah. Thì Thanh Lâm làm thì Hương Lan cũng đã đóng góp tiếng hát mình vào trong những cuốn CD đó. Yeah. Và con cũng được biết là cô cũng là một trong những tín đồ Thiên Chúa Giáo. Yeah. Và hát rất nhiều những ca khúc về nhạc đạo. Yeah. Yeah. Cô có ra một cuốn CD nào về nhạc đạo không ạ? Hương Lan là người trong gia đình thì là Hương Lan theo đạo, theo chồng. Yeah. Theo chồng, ông xã là người đạo dòng. Yeah. Thì về Hương Lan theo chồng thì theo đạo. Nhưng mà nếu nói là cái hát nhạc á, thì người nghệ sĩ thì nó không có cái biên giới nào hết. Đúng. Mình hát cũng có CD hát nhạc đạo Công giáo và cũng có CD hát nhạc đạo Phật. Đúng. Đạo Phật giáo. Yeah. Thì Hương Lan cũng có thâu. Có làm mấy cuốn CD nhạc Phật giáo chung với lại Phật tử Tâm Đức. Hồi xưa anh ở San Diego, bây giờ ở Maryland rồi. Yeah. Thì có làm mấy cuốn luôn. Bên Công giáo thì Hương Lan được hát với lại cha Nguyễn Sang. Dạ, cha Nguyễn Sang ở Mỹ Tho. Yeah. Thì cha có sắp xếp cho Hương Lan một cái cuốn CD một mình và cũng có mấy cuốn hát chung với cha. Yeah. Và bên cạnh những CD cũng như là những cái bài hát về nhạc đạo thì trở lại nhạc đời đó, thì con thấy là năm 2000 thì bên trung tâm Asia có mời cô hát bài Mưa Đêm Ngoại Ô. Mưa Đêm Ngoại Ô. Đó cũng là một trong những cái bài top hit. Thật sự là với trung tâm Asia thì Hương Lan cũng có cơ hội một lần thôi. Nhưng mà trước đó thì cũng có một cái cơ hội về đáng lẽ là cái bài Lan và Điệp mà quay ở tại Toronto, Montreal. Dạ, yeah, Montreal. Thì chương trình đó là có Hương Lan hát. À. Nhưng mà tại vì lúc đó Hương Lan bệnh, cái giá bác sĩ không có cho đi. Yeah. Kiểu là ngay ngày quay mà bệnh thành ra là không có đi được. Cho nên là không có tham gia được. Dạ, yeah. Đó là trong cuốn Tình Khúc Anh Bằng cuốn 15 đó. Mà sau đó cô hát không được đưa cho Yến Phương hát. À, Yến Phương được. Yeah. Bài đó của Yến Phương cho Yến Phương hát. Thì cái bài đó đó là cái bài của Hương Lan. À, yeah. Từ sắp xếp của Hương Lan. Nhưng mà lúc đó Hương Lan bệnh cho nên là không có đi được. Cho nên không có tham gia. Yeah. Thì chỉ có sau này thì hát được một cuốn đó là bài Mưa Đêm Ngoại Ô thì được quay ở tại Las Vegas. Yeah. Nhắc đến Asia, nhắc đến nhạc sĩ Anh Bằng thì con thấy bên trung tâm Dạ Lan có làm cho cô một cuốn băng riêng tiếng hát Hương Lan, Tình Khúc Anh Bằng. Dạ, yeah, Tình Khúc Anh Bằng.
thì bên anh Thăng cũng có làm cho một cuốc, nhưng mà chỉ có là cassette thôi chứ anh không có ra CD. Mình cũng không hiểu tại sao mà nói anh ra CD đi, thậm chí tôi giờ thôi anh không phát hành thôi, anh cho em làm đi. Ông cười cười không à. Nhưng mà cuốn đó bài hát rất hay. Đúng. Và Thanh Lâm hòa âm rất tuyệt vời. Đúng vậy cô. Chúng con những người yêu nhạc Việt Nam hải ngoại yêu tiếng hát cô thì rất là mong chờ cái cuốn đó ra CD để chúng con nghe âm thanh cho nó hay hơn. Cô cũng mong lắm mà không có. Anh thưa cô là một trong những ca sĩ thâu âm nhiều nhất ở hải ngoại trong gần 40 năm qua. Vậy tại sao cô không lập trung tâm riêng từ những ngày ở bên Pháp hoặc là những năm 80? Có một đoạn thời gian 10 năm cô cũng có làm một cái trung tâm Hương Lan, nhưng mà thật sự mình nói mình không có thời gian. Không có ai lo. Có cặp vợ chồng người bạn tới phụ giúp một thời gian thôi, nhưng mà rồi cũng không làm được tại vì nó cũng nhiều vấn đề lắm, nhiều cái trải qua nhiều cái khó khăn. Cho nên là mình đã bỏ ngưng là trung tâm, nhưng mà những cái CD đó thì khi Hương Lan làm trung tâm thì Hương Lan đã làm được 6 cuốn từng cổ luôn. Con nhớ. Đó là từ khi mình làm được cho mình thì mình mới làm được cái đó. Thì lúc sau này không có làm nữa, nhưng mà vẫn làm cho được cái Thúy Nga cũng mấy cuốn tân cổ, hai cuốn tân cổ. CD hay là băng video? CD. CD. Con có thấy video thì cô cũng thâu Thúy Nga nhiều video. Video thì chỉ quay cho Thúy Nga, hoặc cũng thỉnh thoảng có quay cho một vài trung tâm hồi lúc xưa, nhưng mà lúc sau này chỉ quay Thúy Nga thôi. Nhưng mà video thì chỉ có cái cuốn duy nhất, cái cuốn này là cái cuốn mình quay một mình. Cái cuốn là đây là cuộc đời của mình, là một đời sân khấu cái đó. Là Hương Lan, đây là cuốn đầu tiên mà tự làm lấy. Thì gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà hôm nay đã xong rồi. Thì hy vọng rằng quý vị sẽ đón nhận. Thưa cô, cuốn video DVD Một Đời Sân Khấu này để đánh dấu 57 năm sân khấu. 57 năm sân khấu, quay hồi năm ngoái. Năm ngoái. Tại sao cô không đợi tới năm 60 năm cô quay mà để xong bị lẻ lẻ vậy? Không, tại vì khi mà lúc quay đó thì Hương Lan nghĩ cái đầu tiên cái cuốn của Hương Lan mà nói về cái nguồn gốc cuộc đời của mình thì phải nói về cải lương. Thì mình phải làm, tại vì nó kỷ niệm, sắp kỷ niệm 100 năm sân khấu. 100 năm cải lương của ông Cao Văn Lòng. Cho nên là mình nghĩ cái đó là mình phải làm. Thì đầu tiên hết là cái tiết mục phải là cải lương. Rồi đó là giống như mình đánh dấu mình đi vào cái cuộc đời của mình, thì mình phải nói cái gốc cùng cái nguồn gốc của mình trước. Là phải nói tới cải lương. Thì nó nằm vào đó là kỷ niệm 100 năm cải lương. Thì đó là cũng là một cái lý do rất là chính đáng. Và tại vì nói tới ba mình thì phải nói tới cải lương. Đúng vậy. Mà làm tháng 6 là lúc Hương Lan tổ chức thì là nghỉ ngày tháng 6 là cái tháng là ngày lễ cha. Đó là để mình tưởng nhớ tới ba mình. Nhắc đến thân phụ của cô thì những ngày cuối đời của ông như thế nào? Quân xin nhờ cô nhé. Ông bệnh rất nặng và làm một cái chương trình live show bên này ở người rạp Valley 2 đó. Là một cái chương trình thì hy vọng là ông qua được, nhưng mà ông không qua, bác sĩ không cho qua, nó nặng quá. Thì khi vừa được tin là bác sĩ không cho đi là ngày hôm sau ông mất liền. Tiếc quá. Rất là tiếc, tại vì ông bệnh rất nặng. Thì lúc đó thì hôm đó thì nghệ sĩ và tiền bán vé và tiền khán giả cũng mỗi người tặng chút đỉnh gì đó. Thì Hương Lan đem tất cả những cái tiền đó, coi như là ông cụ mất, nhưng mà tiền lo lắng hết cả cho ông đó là không phải 10 đứa con, mà là tiền của khán giả và của anh em nghệ sĩ đã đóng góp tiếng hát mình trong cái show của ông. Thì đó. Một lần nữa thì nhắc lại thì Hương Lan cũng xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn tất cả anh em nghệ sĩ đã đến trong cái đêm của ba của Hương Lan. Và cảm ơn khán giả đã ủng hộ đêm đó đầy rạp, nghẹt đông nghẹt. Có quay lại không cô? Không, có chụp hình thôi. Tại vì mình cũng lu bu quá, không biết làm cái gì hết. Lúc ông cụ mất thì mình không có nghĩ tới chuyện gì hết. Đúng rồi cô. Chỉ có chụp hình để lưu niệm thôi, chứ đâu có nghĩ làm gì. Con được biết cô bên cạnh là một người nghệ sĩ trên sân khấu thì cô rất là có hiếu với ba và mẹ của cô. Ba cô thì mất năm 97. Vậy thì mẹ cô mất năm nào ạ? Mẹ mất năm 2005 ở tại đây. Thưa cô, bên cạnh việc đi hát thì con có biết cô cũng có cái niềm đam mê nấu ăn ngon cho chồng và con. Xin nhờ cô nói thêm. Ngoài cái giờ của sân khấu thì mình cũng là một người phụ nữ bình thường. Cũng lo cho chồng, lo cho con và rất là thích nấu ăn. Nấu để lo lắng cho chồng, cho con ăn có buổi cơm ngon.
con nghe nhiều các cô chú anh chị em nghệ sĩ khen thỉnh thoảng cô. Cũng có đây cái bàn này nè đó. Thỉnh thoảng là cái bàn này nè rồi thêm một cái bàn kia nữa dạ. Là nguyên một cái bàn dài vậy đó là mấy chục người bạn bè không nghe nói món tủ của cô là mắm và rau mà mắm và rau rồi thỉnh thoảng thì nấu lẩu thái dạ. Kiểu mà tôm nhum khung lắm hả dạ. Lẩu thái cà chua canh chua thái dạ. Mình rất thích canh dạ. chua mình thì mình chuyên về canh chua cá ừ. kho lẩu mắm mắm chưng trời, những đó món là mà... những cái món mà Việt Nam thường tí yeah. thường quý mình nhắc là không nói bụng. À, thưa cô khi mà đến đây đó thì con thấy cái vườn nhà cô xum xuê trái bầu bí nhiều lắm cái đó là một, cô một chồng tay, một tay của ông xã ảnh rất là thích trồng cây dạ. Hồi xưa bên Việt Nam thì cũng đã từng cả chục năm hơn thì có một cái mảnh vườn cũng mười mấy mẫu yeah. Thì ảnh trồng sầu riêng, trồng trái cây rồi mát tài quá cô. Nhưng mà đó bây là... giờ lớn tuổi rồi không ai trông yeah. Thì về đây thì cũng nhà cũng có cái vườn để mà bây giờ thì chỉ còn có khổ qua mấy cái rau, rau tía tô, rau quế, rồi ớt, rồi bầu như hồi nãy bầu yeah. đó, bầu tròn, bầu dài, xong rồi có cái gì mướp nãy chỉ mướp, cho dạ. còn bây giờ còn mướp chứ còn mấy cái trái cây kia thì nó hết dạ, nhãn con... thì hái từ từ vô ăn thôi có cây nhãn không có cây nhãn ôi trời vậy con muốn ăn thì ra hái thôi con thấy gần đây cô có một cái kênh YouTube chuyện đời thường Hương Lan chuyện đời thường đó con xin nhờ cô thì, nói thêm thì bây giờ Hương Lan bắt đầu vào cái trang chuyện đời thường để mà bắt đầu quay những cái chuyến đi show và Hương Lan có chương trình thì sẽ đi Pháp mà quay lại những cái cảnh mà mình ở bên Pháp ngày xưa để lưu lại kỷ niệm và cho khán giả thấy yeah. và để kể luôn cho khán giả thấy là hồi xưa mình làm việc ở đâu mình cái gì đó rồi đi hát các nơi để cho khán giả những người yêu thích mình đó là Hương Lan YouTube Hương Lan chuyện đời thường và cũng cùng một lúc thì Hương Lan cũng đang chuẩn bị trong một cái nghệ sĩ Hương Lan YouTube nghệ sĩ Hương Lan thì Hương Lan đang chuẩn bị và đang lo hình ngày nào cũng phải mở coi hình yeah. để mà làm một cái chương trình gọi là cái gì hồi ký về cuộc đời mình yeah. thì mình nhắc về ba mình như thế nào yeah. những lời mẹ mình kể về ba mình hồi xưa mới đi hát làm sao yeah. có hình ảnh của ông yeah. và hình ảnh của mình từ nhỏ đi hát cho tới bây giờ đoạn đường gần 60 năm trình diễn liên tục yeah. trên sân khấu thì thật cái Jimmy nhiều gian truân lắm yeah. nó không có đơn giản đâu yeah. chưa nói tới là những cái sóng gió nó ập tới cho mình yeah. nhưng mà Hương Lan cũng may mắn là tại vì Hương Lan có ông xã anh Toản yeah. bên cạnh yeah. bao giờ cũng là một cái người che chở dẫn dắt và bao giờ cũng nói cho Hương Lan nghe chuyện này nó thế này nó sẽ xảy ra như vậy và em phải bình tĩnh mình sống mình là một cái người nghệ sĩ chân chính chứ mình không có mượn đường để mình sân khấu để mà mình đi hát để mà mình làm cái chuyện khác yeah. mà cuộc đời mà mình sống trọn vẹn cho sân khấu thì em hãy từ từ đừng có nóng tính cố gắng tập tành giống như Hương Lan muốn hát một cái đó mà Hương Lan nói là phải về học cô Ngọc Dào giống như trong cái tuần này Hương Lan đem cái tuần Hương Lan nói Hoàng Song Việt viết cho Hương Lan một cái đoạn của Trưng Nữ Vương và nói về hai bà Trưng yeah. thì cái đoạn này cái tuần này là Hương Lan rất là tâm đắc để mà hát một cái đoạn hai bà Trưng yeah. thì nói với em Hoàng Song Việt viết cái đoạn này viết xong vậy không biết hát làm sao nữa thì phải đem tới giữa khuya phải tới mới ngọc vào bây giờ má dạy cho con làm sao rồi cô từ má dạo dạy từ cái ca cái tiếng con đi tới tại vì Hương Lan là cái người hát xã hội từ nhỏ tới lớn yeah. điệu bộ không có yeah. và cũng thì má nói cái tuần này không có cần điệu bộ nhiều con hát rất là khí khái yeah. và một anh hùng nhưng mà là một người nữ yeah. thì hát để mà mình mặc cái áo dài Việt Nam để cho tượng trưng cho là người Việt Nam yeah, vâng. mình tượng trưng hai bà Trưng là Việt Nam yeah, đúng. Thành ra mình làm cái áo dài chứ thật sự bây giờ mình nói áo quần cái áo gì tôi có thấy tận mắt nó đâu có hình đâu có hình hạp đâu để mà thấy cái gì nhưng mà mình mặc cái áo dài luôn luôn giống như hát với cô ngoài này cũng đi hát với cô Phượng Liên yeah. cũng hát Trưng Trắc Trưng Nhị tiếng cũng bận áo dài thì yeah. hát đoạn hai người đã từng đi hát với lại cô Phượng Liên yeah. thì cũng hát bận áo dài khăn đóng yeah. vì sao cái đó mình muốn nói đây là chứ là người Việt Nam yeah, đúng. Vậy thôi thì
rất là thích. Yeah. Và nếu nói cải lương thì Hương Lan rất mang ơn nghệ sĩ Ngọc Dào. Tại vì ngày xưa đi hát đâu phải dạy từng chút. Thưa cô, hôm nay con rất cảm ơn cô đã dành cho chương trình của con một buổi tâm tình ngay tại nhà của cô. Con mong rằng là trong những ngày tới sẽ có thêm những sản phẩm từ CD, DVD hoặc là trên YouTube của cô. Con xin chúc cô nhiều sức khỏe và tiếng hát mãi hay và lúc nào cũng được sự thương mến của khán thính giả khắp mọi nơi. Hương Lan cũng mượn cái buổi nói chuyện hôm nay cảm ơn những tình cảm mà quý vị đã dành cho Hương Lan. Và cũng vì cái tình thương đó mà Hương Lan phải cố gắng làm cái cuốn này cho xong. Tại vì cái cuốn này nó nói về cuộc đời của mình và hát những bài hát mà quý vị yêu thích. Thay vì bây giờ bài hát này phải mua ở chỗ này, phải ở trung tâm kia, phải ở trung tâm nọ, nhưng mà Hương Lan đã gom về hết trong cuốn này. Thì quý vị có trong tủ nhạc để kỷ niệm tiếng hát của Hương Lan. Một lần nữa xin cảm ơn cái tình thương quý vị đã dành cho Hương Lan, cũng như cảm ơn tất cả những anh em nghệ sĩ đã đóng góp trong chương trình này. Cảm ơn tất cả những người đã gần gũi Hương Lan bao nhiêu lâu nay và đã thương mến Hương Lan. Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Con cảm ơn cô và cùng với lời chào vừa rồi xin kết thúc chương trình The Jimmy Show ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Trời xui riêng mình nên em đành buồn thoáng qua sông, không bao giờ hờn trách mong mong, chỉ thương một nỗi đời trăm vạn lối, còn đây với nhau sao phụ tình nhau. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.